Hôm nay 28 tháng 9 năm 2017, một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Y khoa Tâm Anh. Bác sĩ Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm được tôn vinh danh y đất Việt. Buổi lễ trao thư biểu trưng diễn ra trong không khí trang trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với sự chứng kiến của hàng ngàn người và toàn thể nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới. Buổi lễ cũng có sự có mặt của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thầy Dư Quang Châu hiện đang công tác tại Mỹ, phổ biến phương pháp y khoa mạch giúp cho cộng đồng người Việt luôn luôn có sức khỏe tốt. Và đây là tâm nguyện biến tất cả mọi người dân trở thành thầy chữa gia đình. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm.